Tiếp tục chương trình thời sự tối nay, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung của chuyện trong ngày. Thưa quý vị và các bạn, thành phố Đà Nẵng đang đối mặt với làn sóng nhân viên y tế tại các bệnh viện công nghỉ việc hàng loạt. Con số thống kê về tình trạng này trong một năm rưỡi qua là khoảng 300 người, bao gồm các y bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên ở nhiều bộ phận khác. Điều này đang làm ảnh hưởng không hề nhỏ đến việc điều hành, duy trì hoạt động của các bệnh viện công. Còn người dân thì cũng không khỏi băn khoăn lo lắng vì thiếu nhân viên y tế cũng đồng nghĩa sẽ có lỗ hổng trong công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng, nhất là đối với không ít người dân nghèo. Đây là một trong những bệnh viện tư nhân có lượng bệnh nhân đến khám lớn tại Đà Nẵng. Một trong những nguyên nhân khiến người dân lựa chọn là có nhiều bác sĩ giỏi từ bệnh viện công sang làm việc. Bác sĩ giỏi cộng với cơ sở vật chất tốt, dù chi phí cao nhưng nhiều bệnh nhân vẫn lựa chọn. Bệnh viện công thì nhiều nhưng mà em muốn chọn bệnh viện tư là vì do cơ sở y tế nó hiện đại hơn. Bác sĩ thì cũng thân thiện. Riêng đối với hệ thống y tế tư nhân thì là chúng tôi vận hành theo một công ty, theo chính sách của một công ty. Do đó cái chính sách mà thu hút, trọng dụng và giữ chân người tài là một trong những cái chính sách hàng đầu. Với mong muốn là những cái bác sĩ giỏi, những nhân viên y tế giỏi, họ sẽ có cơ hội, họ sẽ có môi trường tốt để tập trung, cống hiến và phục vụ cho người bệnh mà không bị ảnh hưởng bởi những yếu tố bên ngoài. Trong năm nay, số lượng y bác sĩ từ hệ thống bệnh viện công lập trên địa bàn thành phố Đà Nẵng chuyển sang làm việc tại bệnh viện tư ở Đà Nẵng khá nhiều và hầu hết là những y bác sĩ giỏi, có kinh nghiệm lâu năm. Trong năm này thì chúng tôi cũng có những bác sĩ từ các bệnh viện công trong khu vực của thành phố Đà Nẵng cũng như ở Huế đến làm việc. Và những bác sĩ từ cái bệnh viện công sang bệnh viện tư thì như tôi nói đó, họ vẫn là không khắc khám chữa bệnh thôi. Tuy nhiên những bác sĩ mà từ bệnh viện công quá, họ có chuyên môn tốt thì cũng là một cái điều tốt, chia sẻ cái nguồn lực của từ bệnh công sang tư, rồi họ cũng đóng góp cho cái việc phát triển của bệnh viện. Thì đây chúng tôi đánh giá cũng rất là cao với cái sự cống hiến của những bác sĩ này. Thống kê sơ bộ, trong 18 tháng qua, thành phố Đà Nẵng có hơn 300 y bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên y tế công lập xin nghỉ việc. Điều này đang khiến nhiều dân nghèo băn khoăn, lo lắng sẽ không được chăm sóc sức khỏe tốt nhất bởi những bác sĩ có trình độ, dày dặn kinh nghiệm. Thì nói chung là bệnh nhân ở đây thì nói chung người nhà ai cũng yêu cầu bác sĩ giỏi, nhưng mà bác sĩ giỏi mà ở đây họ đi qua bệnh viện khác họ làm thì bệnh nhân ở đây người ta cũng lo sợ, và người nhà cũng lo sợ. Kiếm bác để tìm bác sĩ giỏi để mà đáp ứng được cho những nhu cầu mà ví dụ như bệnh nhân có nhiều khi mà tích cực á, nhiều khi mình cũng lo nên là mình muốn bác sĩ giỏi ở đây để tận tâm chăm sóc bệnh nhân hơn. Tại nhiều diễn đàn, trong đó có cả Hội đồng Nhân dân, chính quyền thành phố Đà Nẵng cũng lo ngại trước vấn đề dịch chuyển nhân sự y tế từ công sang tư. Tuy nhiên, giải pháp nào để chấm dứt tình trạng này thì vẫn chưa được nêu ra. Trong khi đó, làn sóng nghỉ việc vẫn tiếp tục âm ỉ diễn ra và nó không chỉ xảy ra với ngành y tế. Có một nghịch lý là trong khi ở nhiều nơi, làn sóng nghỉ việc ở khu vực nhà nước đang làm dấy lên những lo ngại thiếu người làm việc, thì vẫn có nơi thừa cán bộ hay tình trạng sáng cấp ô đi, tối cấp ô về khá phổ biến mà vẫn nhận lương từ ngân sách. Do đó, để khắc phục tình trạng này, trong những năm qua, nhiều tỉnh thành đã thực hiện một số mô hình thí điểm theo Nghị quyết 18 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa 12 về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Cơ sở cho việc thí điểm thì ngoài Nghị quyết 18 còn có kết luận 34 của Bộ Chính trị năm 2018. Dù việc thực hiện đã có những điều chỉnh mới, thế nhưng thực tế vẫn cho thấy rằng tinh giản biên chế, tinh gọn bộ máy vẫn là yêu cầu cấp thiết từ thực tiễn và cần phải có những giải pháp mang lại hiệu quả cao nhất. Đầu năm 2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh đã quyết định hợp nhất cơ quan Ủy ban Kiểm tra Thị ủy và Thanh tra Thị xã Đông Triều thành cơ quan Kiểm tra Thanh tra Thị xã Đông Triều. Lúc đó, ông Trần Chính Thắng là trưởng cơ quan Kiểm tra Thanh tra Thị xã Đông Triều. Từ đó, việc triển khai nhiệm vụ kiểm tra đến thanh tra diễn ra nhanh chóng hơn. Ngoài ra, Quảng Ninh cũng quyết định hợp nhất cơ quan nội vụ tổ chức ở đơn vị cấp huyện, đã giúp tinh gọn đầu mối, giảm chi từ ngân sách nhà nước. Nhiều địa phương trên cả nước cũng đã mạnh dạn thực hiện triển khai thí điểm. Tuy nhiên, sau 4 năm thực hiện thí điểm theo Nghị quyết 18 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương, thì ngoài một số địa phương chủ động, tích cực triển khai, thì nhiều nơi còn chủ quan, nóng vội, lúng túng,
chủ yếu chỉ triển khai ở phạm vi hẹp, cấp huyện. Do đó, tháng 7, 2022, Bộ Chính trị ra thông báo quyết định tạm dừng thí điểm 4 mô hình. 1. Hợp nhất cơ quan tham mưu giúp việc của cấp ủy với cơ quan chuyên môn thuộc chính quyền cùng cấp có chức năng, nhiệm vụ tương đồng. 2. Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra cấp ủy, tỉnh, huyện, đồng thời là chánh thanh tra cùng cấp. 3. Trưởng ban tổ chức cấp ủy, tỉnh, huyện, đồng thời là giám đốc sở nội vụ, trưởng phòng nội vụ cùng cấp. 4. Chánh văn phòng cấp ủy, huyện, đồng thời là chánh văn phòng hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân cùng cấp. Tôi nghĩ là dừng để rút kinh nghiệm, để chỉnh sửa thôi. Chứ còn tôi nghĩ không nên lại dở lại, lại tách ra. Thực ra thì cái tâm lý các đồng chí cán bộ, tôi phải nói thật, tức là tách ra thì rất dễ. Nó sẽ thêm một số ghế, số các thứ thì rất dễ, số vị trí. Thế nhưng mà hợp lại khó. Nhưng cái việc hợp mà hiệu quả, tôi cho đấy là cái chỉ đạo xuyên suốt, nhất quán, đúng của Bộ Chính trị. Và tôi nghĩ cố gắng nên làm. Hợp nhất giữa các cái cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng với lại cơ quan chuyên môn của chính quyền, cấp tỉnh và cấp huyện ấy, thì đúng là phải nghiên cứu một cách đầy đủ, kỹ lưỡng hơn. Bởi vì không thể hợp nhất một cách cơ giới. Bởi vì hai cái cơ quan đó nó có cái chức năng nhiệm vụ khác nhau, đối tượng cũng khác nhau và cái cách vận hành cũng khác nhau. Cho nên là phải tính toán một cách đầy đủ và đồng bộ hơn. Mặc dù dừng thí điểm 4 mô hình, nhưng Bộ Chính trị cũng đề nghị tiếp tục tổ chức Đảng bộ khối doanh nghiệp cấp tỉnh theo kết luận 34 của Bộ Chính trị. Các địa phương hợp nhất các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, huyện, trưởng ban dân vận đồng thời là chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, huyện. Vấn đề hợp nhất là cần thiết, hợp nhất là có hiệu quả và nó sẽ phù hợp với xu hướng chung của cái sự phát triển của xã hội Việt Nam. Tôi hoàn toàn ủng hộ cái sự kiên định về quan điểm của Bộ Chính trị cũng như Trung ương hay là các thứ về vấn đề, tức là chúng ta sẽ kiên quyết hợp nhất một số chức danh có các cái chức năng chuyên môn nó tương đồng, tôi cho là rất cần thiết. Cái này vấn đề tức là cần phải tìm được những người xứng đáng đặt vào đấy. Hai nữa là nâng cao cái trách nhiệm của cơ quan quản lý cấp trên lên thì tôi nghĩ chắc chắn sẽ làm được. Hợp nhất giữa cơ quan chuyên môn của bên chính quyền cấp tỉnh và cấp huyện thì tôi cho rằng lại phù hợp. Bởi vì chúng ta cũng đã tính rằng là trong điều kiện này có nhiều các cái cơ quan chuyên môn của chúng ta nhiều khi nó còn có cái sự chồng lấn, rồi là chồng chéo nhau về chức năng nhiệm vụ. Ví dụ như là các đầu tư, rồi tài chính, cũng như giao thông vận tải, mới lại xây dựng vân vân. Thì như vậy phải nghiên cứu lại. Việc tiếp tục hợp nhất cơ quan chuyên môn bên chính quyền cũng được đánh giá là cơ sở để sau này đề xuất bổ sung sửa đổi luật tổ chức chính phủ, chính quyền địa phương, giúp chúng ta giảm được đầu mối các cơ quan trực thuộc chính phủ, ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành trực thuộc trung ương. Năm 2015, Bộ Chính trị đã có nghị quyết 39 về tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Theo đó xác định tỷ lệ tinh giản biên chế đến năm 2021 tối thiểu là 10% biên chế. Năm 2017, Ban Chấp hành Trung ương khóa 12 cũng đã ban hành Nghị quyết số 18 về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, và Nghị quyết 19 về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Bộ Nội vụ cho biết, tính đến hết năm 2021, cả nước hoàn thành mục tiêu tinh giản biên chế theo kế hoạch Bộ Chính trị đề ra. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng trong thời điểm hiện nay, điều quan trọng nhất vẫn là lựa chọn cán bộ phù hợp với vị trí việc làm để nâng cao năng lực bộ máy. Từ khi thực hiện triển khai Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị, Bộ Nội vụ cho biết tổng số biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước hiện nay là hơn 247.000 người. So với 2015, biên chế công chức giảm 10,01%, biên chế sự nghiệp giảm 11,6%, cán bộ, công chức cấp xã giảm 8,9%. Số người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố giảm gần 50%. Hiện cả nước có hơn 1.170 sở, giảm 7 sở, với hơn 8.100 tổ chức bên trong cơ quan chuyên môn cấp sở, giảm hơn 1.600 tổ chức. Kết quả này là quyết tâm rất cao của cả hệ thống chính trị. Bởi hợp nhất cơ quan là vấn đề khó, khi động đến quyền lợi của nhiều đơn vị, chưa kể nhiều cán bộ sẽ mất chức danh lãnh đạo. Tuy nhiên, sau khoảng 5 năm thực hiện thí điểm hợp nhất cơ quan, thực hiện tinh giản biên chế, thì vấn đề quan trọng nhất là phải sắp xếp người vào vị trí làm việc phù hợp để làm sao bộ máy nhà nước không còn cồng kềnh, là nơi quy tụ của những người có đức, có tài, làm việc hiệu quả. Cái yếu tố mà phẩm chất nó chỉ là một trong khía cạnh thôi. Còn đòi hỏi trong cái thời đại này, đặc biệt trong thời đại khoa học kỹ thuật,
khi mà công việc bây giờ là một công việc nó đòi hỏi ở cái trình độ cao hơn, phải có những đội ngũ cán bộ thực sự có trình độ, chứ không phải là anh có bằng cấp. Do đó, nhiều ý kiến cho rằng để lựa chọn được cán bộ tốt, có đức, có tài cho bộ máy nhà nước thì cần công khai minh bạch trong thi tuyển, quy hoạch, bổ nhiệm. Nếu anh tổ chức thi tuyển, tuyển dụng là công chức một cách công khai mà minh bạch và rõ ràng và xứng đáng ấy, thì phải trả lương một cách xứng đáng. Thì lúc đó có lẽ là người ta không muốn tiêu cực nữa, không muốn tiêu cực, toàn tâm toàn ý để làm việc vì danh dự. Nhiều ý kiến cũng cho rằng thời gian tới, bộ máy vẫn cần phải tinh gọn hơn. Sau khi tinh gọn thì cần đẩy mạnh hơn nữa phân cấp phân quyền cho cấp dưới tự làm, tự chịu trách nhiệm. Nêu cao trách nhiệm người đứng đầu, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung. Tinh giản biên chế là phải gắn với cải cách tiền lương thì mới có hiệu lực hiệu quả, tốt được. Chứ còn nếu mà chúng ta chỉ làm một vế thôi thì cũng rất là khó trong việc có thể đánh giá là nâng cao được hiệu lực hiệu quả. Theo quy định hiện nay thì mỗi phường xã loại 1 tại thành phố Hồ Chí Minh bị khống chế mức biên chế tối đa là 37 cán bộ, bao gồm công chức và không chuyên trách. Theo quy định này, một phường hơn 100.000 dân và một phường 30.000 dân, số biên chế cán bộ là như nhau. Với số biên chế cán bộ này, ở phường 30.000 dân thì mỗi cán bộ phải phục vụ hơn 800 người dân, trong khi tại phường hơn 100.000 dân thì một cán bộ phải phục vụ lên đến là 3.000 dân. Chính sự phân bổ không hợp lý này nên trong thời gian vừa qua, thành phố Hồ Chí Minh là địa phương có nhiều cán bộ vì quá tải và áp lực nên đã xin nghỉ với số lượng nhiều nhất cả nước. Điều này cũng cho thấy việc áp dụng quy định về biên chế cần phải phù hợp với thực tế địa phương, chứ không thể thực hiện một cách đại trà và cứng nhắc. Xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh hiện có hơn 167.000 dân, tương đương với một nửa số dân của tỉnh Bắc Cạn. Thế nhưng, số lượng biên chế bố trí cho xã này chỉ có 36 người. Chính vì vậy, cán bộ, công chức ở đây lúc nào cũng trong tình trạng quá tải về công việc. Số lượng cán bộ ít mà công việc thì nhiều. Chính vì vậy thì từng cái chức danh cán bộ phải kiêm phụ trách thêm cái việc. Ví dụ như bên bộ phận văn hóa xã hội á, thì cán bộ lao động thương binh xã hội cái chức danh như vậy nhưng mà phải thực hiện vừa cái chính sách người có công, giảm nghèo, rồi sao cai, rồi cán bộ phụ trách dân số kết quả gia đình thì phải phụ trách thêm là bình đẳng giới trẻ em, bảo trợ xã hội. Nói chung là lãnh đạo địa phương sẽ cân đối từng cái cán bộ để chia việc, sắp xếp việc. Nói chung một bạn là phải từ 3 đầu việc trở lên để có thể thực hiện hoàn thành cái công việc được giao. Rất là áp lực, quy định thời gian làm việc là từ 7:30 và kết thúc buổi chiều là 17:00. Nhưng mà thực tế từ khi mà tinh giảm cán bộ thì một bản thân mình phải ôm nhiều nhiệm vụ, thì cái giờ mà mình ra khỏi ủy ban về với gia đình thì lúc nào cũng là 9-10 giờ, thậm chí có khi là 11 giờ. Và thứ bảy chủ nhật cũng phải vô cơ quan làm. Không chỉ riêng xã Vĩnh Lộc A, thành phố Hồ Chí Minh hiện có 312 phường xã, trong đó có 4 xã phường trên 100.000 dân, 51 xã phường có trên 50.000 dân nhưng đều có mức biên chế cán bộ như nhau. Sự phân bổ biên chế như hiện nay đang khiến cán bộ tại nhiều địa phương trên địa bàn thành phố quá tải công việc, khiến họ phải nghỉ việc. Sở Nội vụ thành phố Hồ Chí Minh thống kê số cán bộ công chức viên chức gọi chung là cán bộ thôi việc năm 2021 gấp 1,7 lần so với năm 2015, tăng từ hơn 1.200 người lên gần 2.200 người. Ba nguyên nhân phổ biến khiến cán bộ thành phố Hồ Chí Minh nghỉ việc là chế độ tiền lương và chính sách đãi ngộ chưa tương xứng, áp lực công việc cao, cơ hội thăng tiến, môi trường làm việc chưa đủ sức hấp dẫn. Thành phố sớm có cái báo cáo này để chúng ta gửi báo cáo cho Ban Chỉ đạo Trung ương, cho Chính phủ, cho Bộ Nội vụ để xem xét giải quyết cái vấn đề của thành phố. Tinh thần của chúng ta là chúng ta không đòi nhiều, nhưng chúng ta đề nghị là nó phải đủ phù hợp với thành phố để chúng ta đảm đương được công việc. Ngoài hành chính công, y tế cũng là lĩnh vực chịu thiệt thòi lớn khi chế độ đãi ngộ không tương xứng với khối lượng công việc đảm trách, khiến nhiều nhân viên, y bác sĩ phải xin nghỉ việc vì quá tải và áp lực. Để từng bước tháo gỡ vấn đề này, trong buổi làm việc mới đây với các bộ, ngành và thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đề nghị các bộ, ngành, đặc biệt là Bộ Nội vụ, cần nghiên cứu để có giải pháp cân đối biên chế phù hợp với thành phố đông dân nhất nước này.
để khắc phục hạn chế thực hiện theo kết luận số 40 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022-2026. Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà cũng cho rằng cần phải có sự đồng bộ cả hệ thống chính trị để giai đoạn 2021-2026, toàn hệ thống chính trị tinh giản ít nhất là 5% biên chế công chức và ít nhất là 10% biên chế viên chức, nhưng vẫn đảm bảo được chất lượng công việc. Ngoài ra, cũng cần phải đề cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong việc tinh giản biên chế, sử dụng cán bộ. Hay nói một cách khác là việc dùng người sao cho hiệu quả phải được coi là giải pháp đặc biệt quan trọng. Đồng thời, cũng phải chịu trách nhiệm nhiều hơn nếu cấp dưới không hoàn thành được nhiệm vụ. Có như vậy mới thực hiện hiệu quả chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước là tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng cán bộ, công chức. Đây là yếu tố quan trọng để đất nước phát triển, ổn định và bền vững.